Alo, kết bạn rất là nhiều người. Đó, nhiều người cũng đang gửi lời kết bạn luôn. Mà trong khi Zalo công ty nó chỉ cho mình 3.000 bạn bè thôi. Nên cũng anh em mình cũng thông cảm nha. Tâm không thể đồng ý kết bạn hết tất cả mọi người ở đây. Đấy, nhiều lắm. Nó hơn gần 500 người mà kết bạn nữa. Mà nhiều người chỉ gửi lời mời kết bạn thôi, không có hiểu là cần nhu cầu gì á. Tâm nhắn tin hỏi lại thì cũng không thấy trả lời luôn. Nên thành thử thì Tâm không thể đồng ý hết tất cả nha. Chỉ những người anh em là thực sự nhu cầu hay là những khách hàng của Tâm đã mua hàng rồi thì Tâm sẽ kết bạn để giữ mối liên hệ và để hỗ trợ kỹ thuật về sau. Còn anh em nào mà có cần thiết cái tư vấn gì đó thì cứ gọi trực tiếp cho Tâm số Zalo. Tâm không có chặn ai hết cả. Tất cả mọi người đều có thể gọi nhắn tin cho Tâm. Anh em mình cũng chú ý một điều là trong cái phần cài đặt của Zalo á, anh em mình á, nếu mà coi cái phần cài đặt á mà thấy có chặn thông tin của ai á, đây là quyền riêng tư nè. Anh em mình xem nha. Nếu mà chúng ta chặn ai đó thì nè cho phép gọi điện nè, cho phép nhắn tin nè, Tâm cho phép tất cả mọi người đều nhắn tin được ha. Và cho phép gọi điện nè. Đấy, cho phép gọi điện thì tất cả mọi người luôn, Tâm nha. Bạn bè và người từng liên hệ ha, hoặc là Tâm cho phép tất cả mọi người luôn nè. Đấy. Bây giờ Tâm chuyển qua cho phép tất cả mọi người có thể gọi điện, ai gọi điện được gọi điện cho Tâm được ha. Như vậy thì anh em mình có thể gọi qua Zalo miễn phí. Đấy, anh em lưu ý là anh em phải cài đặt là chế độ là tiếp xúc được với mọi người thì anh em mới tiếp xúc được với Tâm. Nhớ nha, tại Zalo nó cũng công bằng lắm. Nếu anh em chặn mọi người thì chặn, ví dụ chặn cuộc gọi mọi người đi thì anh em sẽ khó mà gọi cho những người mới khác khi mà chưa kết bạn ha. Đấy. Rồi, như vậy ha. Còn những anh em nào spam quá thì Tâm sẽ soi vô danh sách là chặn nha, danh sách chặn và ẩn luôn. Rồi cảm ơn anh em và mong anh em thông cảm.